mất cung. Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói, thôi tìm làm gì nữa, người nước Sở đánh mất cung, lại người nước Sở bắt được cung, đi đâu mà thiệt. Đức Khổng Tử nghe chuyện bảo, đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở không làm to hơn được nữa. Hà tất phải nói người nước Sở, giá nói người đánh mất cung, lại người bắt được cung thì chẳng hơn ư.